chú Kiệm, cô Châu đang ở đâu nhỉ? Ồ, chúc mừng cô chú 45 năm. Sao cô chú lại có bí quyết gì mà có thể sống với nhau lâu như thế mà không chán nhỉ? Em mới đi gì à, chú bảo là chán lắm chứ sao không? Chán nhưng mà mình cứ vẫn cắn răng đúng không? À thưa chú bảo là cứ vài năm tức lại tấm hỏi. Chúc mừng cô chú và ngày hôm nay hy vọng là sẽ 5 năm nữa, 10 năm nữa vẫn gặp lại cô chú ở đây. Ok, thank you. Xin cảm ơn cô chú rất nhiều và bài hát này sẽ tặng riêng cho cô chú ngày hôm nay. À, gì không? À, tặng riêng cho cô chú ngày hôm nay cũng như quý vị đang có mặt ở đây, và cô chú hãy ôm nhau thì thầm với nhau bài hát, tay nhau bài hát này nhé. Rồi, con này cho em xin Son Trưởng đấy. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đứng trong giấc. Mưa rơi làm thêm quá câu giải từ vì đường xa. Da em lụa là tóc em xóa mềm, lúc em trời xa, sáng trong mắt em. Môi em lặng thinh có đông giá tình, vì đường xa như thế.